Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam thời hạn 4 tháng đối với lái xe container trong vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết tại Hải Hà ngày 17 tháng 6 vừa qua. Lái xe Lê Thanh Hải, sinh năm 1967, trú tại xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, đêm ngày 17 tháng 6, tại quốc lộ 18, địa phận xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe container đầu kéo do lái xe Lê Thanh Hải điều khiển và một xe ô tô limousine. Xe container đi theo hướng Móng Cái, Hạ Long, vượt xe trong điều kiện không đảm bảo an toàn, khiến thùng container lật đổ, đè trúng xe ô tô limousine đang di chuyển ngược chiều. 3 người trên xe limousine tử vong, xe ô tô limousine bị hư hỏng hoàn toàn. Trong 2 ngày qua, liên tiếp xảy ra các vụ cháy xe khách giường nằm. May mắn là không có thiệt hại về người. Cụ thể, tối qua, một ô tô khách giường nằm loại 45 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội gần công viên Yên Sở, Hà Nội. Thời điểm cháy, trên xe chỉ có tài xế. Phát hiện có khói bốc lên, tài xế đã dừng xe. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bao bốc lên thiêu rụi toàn bộ chiếc xe. Rất may tài xế đã thoát ra an toàn. Giao thông bị ùn tắc kéo dài. Trước đó, trưa ngày 20 tháng 6 cũng đã xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm trên quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Thanh Hóa. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có khoảng 18 người, gồm hành khách và nhân viên nhà xe. Ngày 19 tháng 6, một chiếc xe khách giường nằm đang chở 11 người cũng bất ngờ bốc cháy trơ khung trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao liên tiếp xảy ra các vụ cháy như vậy, song có thể do trời nắng nóng nên ngọn lửa bốc lên nhanh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn, ngày 21 tháng 6, nắng nóng sẽ gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Riêng Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 với nguy cơ gây hại ở mức cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 6, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, có nơi lên tới 42 độ C. Nguồn cung ngày càng tăng đã gây sức ép lên giá gạo Việt Nam, khiến giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 tháng là 450 đô la Mỹ một tấn. Trước đó, nông sản này từng chạm mức cao nhất của 8 năm là 475 đô la Mỹ một tấn hôm 4 tháng 6 do thời tiết mưa ảnh hưởng đến việc thu hoạch. Nguồn cung ứng trong nước cũng đang tăng lên do thu hoạch vụ hè thu. Ngoài ra, Việt Nam có thể xuất khẩu 2,3 đến 2,5 triệu tấn gạo từ vụ thu hoạch này sau khi đảm bảo đủ tiêu dùng trong nước. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng do trong tuần này do đồng rupee yếu đi và nhu cầu giảm sút. Ngoài ra, sản lượng gạo của Ấn Độ có thể tăng lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh người nông dân đang mở rộng diện tích trồng lúa do thời tiết thuận lợi. Giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm xuống 505 đến 525 đô la Mỹ một tấn trong ngày 18 tháng 6.